Chào mừng các bạn đã quay lại kênh chuyên phân phối khung sườn và bánh xe carbon Taiwan, carbon box buy. Thì hôm nay mình sẽ quay review về cái khung ếch quật SL7 màu xám tro nha các bạn. SL7 màu xám tro và khung này thì nhìn rất là bắt mắt các bạn nha, màu rất là ác luôn, màu xám mờ, ở ngoài mình hay gọi là màu UD đó, nhám mờ. Và tem là tem logo nhôm xước nha các bạn. Tem này thì rất là đặc biệt, không giống những cái màu tem màu cơ bản như là đỏ đen đồ ha, đỏ đen trắng đồ đó. Tem này là logo nhôm xước, nhìn thôi là rất là nét nha các bạn. Và khung này hiện tại đang có giá là 19 triệu nha các bạn, 19 triệu cho mẫu khung sườn SL7 2022, còn mẫu cũ là 18 triệu các bạn nha. Và mình là nơi chuyên phân phối sỉ lẻ khung và bánh hàng Taiwan nha, copy Taiwan. Các bạn có thể nhìn rõ cái logo ha, tem này là tem in nha các bạn nha, tem in không phải dán nha, dán là cái miếng phắt carbon 12R đó, cái đó là miếng dán, còn cái tem là in nha các bạn. Và khung là bảo hành 2 năm lỗi đổi mới các bạn nha. Và để phân biệt khung SL7 cũ và hàng 2022, các bạn hãy nhìn bách cụ đề á, cái bách cụ đề nó khác ha, và phần điểm cổ cũng khác luôn. Logo tem nhâm xước nhìn rất là đẹp các bạn. Thì bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình trên màn hình hoặc truy cập vào website csbvn.com. trên đây rất là nhiều mã màu khung ếch quật nha các bạn nha, có thể là khoảng tầm 70-80 mã màu gì đó, rất là nhiều nha các bạn. Và không giống như một số nơi trên thị trường là chỉ 1-2 model cho các bạn tham khảo thôi, mình thì tùy chọn rất là nhiều nha. Và khung bảo hành 2 năm lỗi đổi mới nếu lỗi nhà sản xuất nha các bạn. Khung này các bạn có thể đi là phanh đĩa hoặc là điện đĩa ha, đều được hết. Rồi video mình quay sơ qua thôi, bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ qua mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha.